Xin chào các bạn, tiếp tục quay trở lại với chuỗi video về AutoCAD và làm như thế nào. Thì hôm nay mình có nhận được một câu hỏi của một bạn tên là Xuân Hoàng ở trên Facebook. Thì bạn có nhắn cho mình là bạn đang làm việc với AutoCAD, thì bạn có hỏi là hãy chỉ cho em với cách để nối hai đường thẳng thành một đường duy nhất trong AutoCAD. Thì cái trường hợp câu hỏi này cũng khá là dễ thôi, nhưng mình tiện đây mình làm luôn câu hỏi dành cho tất cả các bạn nào mà chưa biết đến cái cách này. Thì mình có đồng ý hứa với lại bạn ấy là sẽ làm video dành cho bạn ấy để bạn ấy có thể thực hiện nó được ok hơn, và cũng như là cho các bạn khác tham khảo, cho các bạn khác chưa biết tham khảo luôn. Trường hợp bạn ấy hỏi ví dụ như chúng ta có hai hoặc là nhiều hơn hai đường thẳng nhá, thì đây mình ví dụ là hai đường thẳng thôi. Thì có rất nhiều trường hợp. Ví dụ trường hợp thứ nhất là các cái đoạn thẳng này nó là hai đoạn rời rạc như này, nhưng mà nó lại cùng phương với nhau, thì bạn muốn nối lại, được chưa? Trường hợp thứ hai thì như nó có hai nhiều hơn hai trường hợp, mình sẽ mô phỏng hết ở đây. Trường hợp thứ hai là vẫn là hai đoạn thẳng nó bị gãy khúc, đúng không ạ, nối thành một, nhưng mà hai đoạn thẳng này nó lại không cùng phương với nhau, chúng ta xử lý như thế nào, đúng không ạ? Hay là một trò thứ ba thì chúng ta có nhiều hơn đi, nối nhiều hơn, ví dụ mình có hình rectangle ở đây, đó, hoặc là hình gì, polygon, polygon tầm khoảng 7 cạnh, đó, thế này là đủ nhiều rồi, thì nó khép kín với nhau, đúng không ạ? Cái trường hợp mà để nối được với nhau thì các cái đoạn thẳng nó phải có điểm đầu và điểm cuối kế tiếp nhau. Đây ví dụ như là đoạn thẳng thứ nhất, đoạn thẳng thứ hai nó có một cái điểm chung. Đó, nó có điểm chung. Thì bên này mình explode ra. Giả sử như làm sao để phá vỡ cái này ra. Rồi bây giờ mình nối lại thành hình polygon ban đầu, đúng không ạ? Đấy, hình này thì mình cũng gì? Explode ra. Đấy, nó là cái đường rời rạc, thì làm sao để nối liền tất cả cái đoạn này với nhau, đúng không ạ? Khi nó có một điểm chung rồi hoặc là nhiều hơn một điểm chung, người ta phải nối lại nhá. Đấy, trường hợp đầu tiên này, đây mình sẽ copy ra lần lượt bốn cái ông theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đó, đối với cái ông đầu tiên này thì trường hợp này rất là dễ. Trường hợp này thì nếu như bạn đã biết lệnh join trong AutoCAD rồi, lệnh là tắt là lệnh gì nhá, đó, và ấn cách này, thì cái lệnh này nó có chức năng là nối được các cái đoạn thẳng nó có một cái điểm chung. Nhưng tuy nhiên thì điều kiện để nối được cái để mà cho cái lệnh này thực hiện được thì các cái đoạn thẳng này nó phải cùng phương với nhau và có một điểm chung. Đấy, khi này bạn ấn join và chọn đoạn thẳng thứ nhất, đoạn thẳng thứ hai, ấn cách, vậy là xong. Đó. Trường hợp này cái lệnh join nó giống như là gì? Bạn nối một cái vòi thứ nhất, nối một cái vòi thứ hai, thì cái lệnh join nó giống như là một cái lọ keo, với chợ gắn hai ông này lại. Đó, rất đơn giản. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được. Đấy, các bạn thấy chọn một mà được hai, tức là chúng ta đã hoàn thành. Đấy, cái trường hợp thứ hai này thì hai đoạn thẳng này nó có điểm chung, nhưng mà tuy nhiên thì nó lại không có cùng phương với nhau, được chưa? Nó không cùng phương với nhau. Thì mình thử dùng lệnh join xem có được hay không ạ. Đó, vẫn được, đúng không ạ? Vậy là đây cũng là một cách thứ hai mà các bạn dùng lệnh join. Đấy, tiếp theo đến với cái trường hợp thứ ba này, được chưa? Đến với cái trường hợp thứ ba này là các cái nó có nhiều đoạn hơn. Nhiều đoạn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cách nối như thế nào? Ở đây mình sử dụng lệnh join này. Đó các bạn. Chọn tất cả ông này thử xem nó có join được không ạ? Vậy là chúng ta cũng đã nối được, rất là hay. Đó. Tiếp tục lệnh join, nhắc lại lệnh, chọn tất cả đi và chọn tất cả nhé. Okay. Vậy là cũng tự động nó đã nối được cho chúng ta. Đây là cái phiên bản mình đang sử dụng ở trên đây, là phiên bản AutoCAD 2018 nhé. Còn mình nhớ không nhầm thì các cái phiên bản về cổ điển ấy, thấp hơn thì mình 17, 16 thì mình không rõ, tại vì mình không có dùng, mình dùng bản 2018. Nhưng mà trước đây mình dùng cái bản 2007 thì lệnh join nó không thể có sức mạnh như vậy được, trừ khi nào mà nó cùng phương này thì mới làm được, còn khi mà nó khác phương thì nó không làm được như AutoCAD 18 này. Nên nếu như bạn nào mà đang dùng CAD đời thấp nhá, bạn nào mà đang dùng CAD đời thấp, chúng ta phải có một cách khác nếu như không dùng được lệnh join để nối được các cái ông nó không cùng phương. Chúng ta có một cái lệnh là gì? Ở đây đối tượng của chúng ta đang là các bạn sử dụng bảng Ctrl 1, đây là đối tượng online. Đấy, các bạn có thể quét chọn vào đối tượng này, các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl 1 thì bạn sẽ biết được là ông này online, nó báo ra. Thì để mà nối được những cái ông này với nhau thì bạn sẽ có bước là chuyển đổi ông online thành ông
ông Pela bằng lệnh là PEZ nhỉ. Lệnh này rất là hay. PE. Đây các bạn lựa chọn gì? Một cái đoạn thẳng bất kỳ nhá. Các bạn chọn yes, nhập y vào đây. Đó. Xong. Vậy là đoạn thẳng này các bạn lựa chọn lại và ở đây thông báo là gì? Đã chuyển đổi thành không thành thành polyline. Và tại đây các bạn kích vào đường polyline này và chọn chọn tính năng là join bên trong lệnh của polyline đó. À, chọn là join. Đấy, sau khi chọn tính năng join xong thì bạn chọn tất cả các cái đoạn này, các cái đoạn mà nó liên tục với nhau ấy, đấy, liên nối liên tiếp với nhau. Các bạn ấn cách lần nữa xong. Đó. Đây là cái cách này là dùng cho các bạn dùng cái header thấp nhé, còn cái header cao thì lệnh join nó vẫn làm được rất là tốt. Mình thực hiện lại từng một lần nữa này, lệnh PE này. Chỉ vào lệnh đây explode ra. Khi này thì cái một tất cả đoạn thẳng này đều nó đều là line thì các bạn phải biến ít nhất một đường thành PLine ạ. À, sau khi đường này thành PLine rồi, đây các bạn kiểm tra. À, kiểm tra rồi bạn kích úp vào này. Chọn join và chọn tất cả các cái đoạn mà nó nối tiếp với ông PLine đó, nối tiếp với ông PLine. Và ấn cách cách lần nữa. Vậy là chúng ta đã thu được kết quả là nối các cái đoạn thẳng nhá. À, thành một cái đoạn thẳng duy nhất hoặc là nối nhiều đoạn thẳng hợp thành một đường duy nhất. Ok, chúc tất cả các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc hãy comment ở dưới video. Và nếu các bạn thấy hay và thấy video bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh của mình để nhận được thêm nhiều video chia sẻ mẹo thủ thuật hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình là Thuận Quang. Tất cả ý kiến đóng góp thắc mắc thì bạn hãy nhắn tin qua Facebook cho mình để mình có thể phản hồi các bạn một cách nhanh nhất. Ok, tạm biệt các bạn. Yeah.